Giáo viên Philippines sốc sau khi sang Việt Nam, học sinh Việt Nam quá xuất sắc so với Philippines. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, từ những học sinh Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế đến việc cải cách hệ thống giáo dục không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ tri thức toàn cầu. Vậy đâu là bí quyết để tạo nên một hệ thống giáo dục tiên tiến, nơi mà học sinh có thể tỏa sáng và vươn xa trên trường quốc tế? Mới đây, trang tin OpinionInquire.net của Philippines đã cho đăng tải một bài viết với tiêu đề Bài học từ người láng giềng đã đi tìm kiếm câu trả lời, mang đến một góc nhìn mới mẻ và đầy bất ngờ thu hút lượng lớn sự quan tâm của độc giả Philippines. Tác giả của bài viết này là một giáo viên người Philippines vừa đại diện cho nhóm doanh nghiệp giáo dục tham gia chuyến công tác và học tập tại Việt Nam được tổ chức bởi Ủy ban Giáo dục Quốc hội Philippines. Bài viết đã mở đầu bằng những cảm nhận đầy ngạc nhiên của tác giả khi chứng kiến sự phát triển vượt ngoài tưởng tượng của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng những trải nghiệm thực tế đã khiến cho tác giả không ngần ngại mà nói rằng: "Tôi đã biết Việt Nam nổi tiếng từ lâu, có một nền giáo dục phát triển và những em học sinh tài giỏi luôn đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế. Nhưng tôi vẫn không thể tin rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam lại tốt đến thế và cũng không thể tin các em học sinh Việt Nam lại xuất sắc đến thế." Không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi, tác giả còn đi sâu vào phân tích cách hệ thống giáo dục Việt Nam vận hành, từ quản lý giáo viên, học sinh đến việc phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường. Những trải nghiệm này đã đưa tác giả từ cảm giác ghen tị với sự thành công của Việt Nam đến sự thất vọng về tình trạng giáo dục của Philippines và cuối cùng là niềm hy vọng mở ra cho tương lai giáo dục quê hương. Cụ thể bài viết như sau. Mặc dù Philippines và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, con người và giai đoạn kinh tế, chúng ta đã bị vượt qua trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA năm 2022 với điểm trung bình của Việt Nam là 468 so với 353 của Philippines. Trong các kỳ PISA 2012, 2015 và 2018, điểm số của Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia đang phát triển và thậm chí còn xếp trên một số nền kinh tế hàng đầu thế giới. Công thức thành công của họ là gì? Trong chuyến thăm, tôi thấy được tác động của giáo dục chất lượng trong hành động như là chìa khóa cho sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Họ không có một hệ thống từ trên xuống dưới mang tính biểu diễn, mà là một xã hội đồng lòng đặt hệ thống giáo dục lên hàng đầu như là kim chỉ nam của quốc gia. Chính phủ của họ đã đặt ra định hướng trong khi các cộng đồng địa phương đầu tư và tham gia vào việc thực hiện. Và tất cả mọi người, từ giáo viên đến phụ huynh, đều phải chịu trách nhiệm về sự xuất sắc. Họ đều biết rõ nơi họ muốn đưa sự phát triển của đất nước và họ rất rõ ràng đến từng con số về cách giáo dục sẽ đóng góp vào đó. Cũng có một sự tập trung không ngừng vào các nguyên tắc cơ bản và giáo dục căn bản cho học sinh. Các khoản đầu tư được mở rộng cho dinh dưỡng của học sinh và các chương trình phát triển trẻ nhỏ mạnh mẽ với khoảng 85% trẻ nhỏ đến các trường mẫu giáo để chơi và học. Giáo viên ở Việt Nam cũng hiệu quả và được quản lý tốt hơn. Họ thường xuyên tham gia các khóa đào tạo và được trao quyền để làm cho các lớp học trở nên thú vị hơn. Nhiều người cũng duy trì mối quan hệ gần gũi với phụ huynh. Mặc dù tài nguyên hạn chế so với các quốc gia khác, việc triển khai kỷ luật của Việt Nam hướng tới các nguồn lực vào những điều quan trọng, bí quyết của họ là đầu tư một cách khôn ngoan. Chúng ta đều biết rằng, đầu tư vào con em mình là đầu tư vào tương lai. Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, các con số cho thấy chúng ta vẫn tiếp tục bỏ rơi con em mình. Khi cứ mỗi 3 trẻ em Philippines dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng. Khi học sinh gặp khó khăn trong việc đọc hoặc hiểu các văn bản đơn giản ở tuổi 10 và tiếp tục đối mặt với một khoảng cách học tập kéo dài 5 năm khi tốt nghiệp. Tất cả chỉ vì họ thiếu sự hỗ trợ và các nguồn lực họ cần đang bị trì hoãn bởi bộ máy quan liêu. Nếu chúng ta muốn nền kinh tế của mình phát triển, chúng ta phải củng cố hệ thống giáo dục của mình một cách toàn diện. Các quan chức chính phủ của chúng ta phải gạt bỏ lợi ích cá nhân và những chiến thắng ngắn hạn để cam kết với các chính sách bền vững lâu dài. Đây là điều mà Việt Nam đã cam kết thực hiện vào những năm 1990 khi họ tìm cách hiện đại hóa hệ thống giáo dục, một chiến lược vẫn tiếp tục là nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước này. 63 tỉnh thành của Việt Nam được trao quyền tự chủ rất cao đối với việc phân bổ ngân sách cho giáo dục. Có lẽ đã đến lúc mà chúng ta làm điều tương tự trong việc phân quyền hệ thống giáo dục của mình. Hiện nay, hệ thống giáo dục cơ bản của Philippines quản lý hệ thống rộng lớn với khoảng 21 triệu học sinh, được giảng dạy bởi hơn 900.000 giáo viên trong khoảng 60.000 trường học trên cả nước. Đối mặt với một hệ thống quản lý khổng lồ đang chìm sâu vào khủng hoảng, việc phân quyền sẽ đẩy nhanh tiến trình thực hiện các cải cách cần thiết. Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng, những giải pháp đáp ứng và kịp thời nhất được xây dựng tốt nhất
bởi các cộng đồng gần gũi nhất với trường học và học sinh của chúng ta. Nhiều hệ thống trường học đạt thành tích cao trong PISA 2022 là những hệ thống tin tưởng vào hiệu trường và giáo viên để đảm nhận trách nhiệm giáo dục tương tự như Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu kỹ nhiều hệ thống giáo dục trên toàn cầu và đã tham gia một vài chuyến thăm học tập trong những năm qua. Nhưng những ngày ở Việt Nam là những ngày chạm đến trái tim tôi nhiều nhất, vì nó rất gần với quê hương, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì ở gần về mặt địa lý và văn hóa, nó như là một tấm gương phản chiếu một khả năng mà chúng ta luôn khao khát một cách tuyệt vọng, phản chiếu những gì có thể đạt được, rằng nếu chúng ta đặt hết tâm trí sức lực vào nó, chúng ta cũng có thể có những điều tốt đẹp. Trên đây là bài viết của giáo viên người Philippines. Vâng, các bạn thân mến, chủ đề về học sinh Việt Nam và giáo dục tại Việt Nam đang là một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trên các diễn đàn quốc tế. Gần đây, trang Quora, một trong những nền tảng hỏi đáp nổi tiếng nhất, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề này, dân mạng cũng không ngừng bàn tán và tìm hiểu. Cụ thể, một tài khoản đã có câu hỏi, học sinh Việt Nam có giỏi toán không? Dưới bài đăng này, nhiều dân mạng đã đưa ra những ý kiến và đánh giá của họ như sau. Học sinh Việt Nam thường được công nhận vì thành tích mạnh mẽ trong môn toán, đặc biệt là trong các kỳ thi đánh giá quốc tế. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, đặc biệt là môn toán. Có một số yếu tố góp phần vào thành công này. Coi trọng giáo dục trong văn hóa. Giáo dục được coi trọng trong văn hóa Việt Nam và rất coi trọng thành tích học tập ngay từ khi còn nhỏ. Chương trình giảng dạy toán của Việt Nam rất chặt chẽ và tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và hiểu biết sâu sắc về các khái niệm toán học. Hỗ trợ của phụ huynh. Nhiều phụ huynh Việt Nam tích cực tham gia vào việc giáo dục con em mình, cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cho việc học tập. Chương trình ngoại khóa. Có rất nhiều chương trình và cuộc thi ngoại khóa khuyến khích học sinh giỏi toán, chẳng hạn như các câu lạc bộ và cuộc thi Olympic toán học. Nhìn chung, học sinh Việt Nam có xu hướng học rất giỏi môn toán, phản ánh sự kết hợp của các yếu tố văn hóa, giáo dục và gia đình. Có một số câu trả lời liên quan hay, một trong số đó cho rằng có thể khái quát hóa rằng tất cả người Việt Nam đều giỏi toán và có thể là giỏi khoa học vì học giỏi khoa học cuối cùng cũng đòi hỏi kỹ năng toán học tương đối tốt. Tuy nhiên, có một yếu tố cần được nhấn mạnh, đó là giá trị mà nhiều phụ huynh châu Á đặt vào các môn học này. Tôi không biết đây có phải là một vấn đề văn hóa hay không, nhưng có một huyền thoại về những bà mẹ hổ châu Á. Lợi thế mà họ mang lại là tính kỷ luật, không phải là kỷ luật như một hình phạt, mà là loại kỷ luật cần thiết để thành công trong việc có thể không đến một cách tự nhiên hoặc không dễ chịu khi làm. Toán học chắc chắn được coi là một trong những môn học như vậy đối với nhiều học sinh. Sự thật là đối với nhiều học sinh, làm toán không phải là một hoạt động dễ chịu, và đối với một số học sinh, nó trở nên thú vị sau một thời gian. Người Việt Nam có thông minh không? Albert Einstein đã nói định nghĩa của sự điên rồ phi lý là làm đi làm lại một việc gì đó và mong đợi một kết quả khác. Cha tôi luôn nói rằng, thông minh là thích nghi, không có gì khác ngoài ý chí mãnh liệt muốn được tự do và độc lập. Người dân Việt Nam đã đẩy lùi các cuộc xâm lược của Trung Quốc, Pháp và Hoa Kỳ. Sau khi giành được độc lập hoàn toàn khỏi chính phủ bù nhìn do Pháp hậu thuẫn, họ đã tiến vào và may mắn ngăn chặn được cánh đồng chết do một tên độc tài cộng sản ở Campuchia tạo ra. Hoa Kỳ hùng mạnh chỉ đứng nhìn và bất lực. Trong những năm can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh giành độc lập, Hoa Kỳ đã thả nhiều bom xuống quốc gia nhỏ bé này hơn tất cả các quốc gia liên quan trong Thế chiến II. Khi John Mackay đã phải nhảy khỏi máy bay sau một cuộc ném bom chết người khiến hàng trăm phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, ông đã hạ cánh xuống một hồ nước với một cánh tay và một chân bị gãy. Trong khi máy bay vẫn đang khủng bố thành phố, hai người đã bơi ra và cứu ông khỏi chết đuối. Khi ông được đưa vào bờ, mọi người đặt ông nằm xuống bãi cỏ và một người phụ nữ tốt bụng đã đưa cho ông một tách trà. Người dân Việt Nam không chỉ thông minh, lý trí và thích nghi, mà ý chí tự do và độc lập của họ rõ ràng không thể phá vỡ. Tôi đã sống ở nhiều quốc gia và tôi thấy rằng người Việt Nam rất giống với mọi người ở mọi nơi khác ở chỗ là họ có nhiều loại trí thông minh. Nhưng nhìn chung, với tư cách là một quốc gia, họ đã đánh bại một số quốc gia hùng mạnh và độc ác nhất trên thế giới. Họ đã làm được điều đó, không phải bằng công nghệ quân sự hay sức mạnh quân sự vượt trội, mà bằng ý chí sắt đá và sự thông minh tuyệt vời. Tôi yêu tất cả người dân Việt Nam. Trên đây là một số chia sẻ và góc nhìn của dân mạng nước ngoài về Việt Nam. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.